cách nạp tài khoản qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinVKP và mua Antima. Vừa qua, token Antima đã được niêm yết trên sàn giao dịch tiền crypto CoinVKP. Theo CoinMarketCap, CoinVKP nằm trong top 50 sàn giao dịch tiền crypto hàng đầu và khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 năm qua, sàn giao dịch này đã kết nối hơn 7 triệu người dùng trên toàn cầu, chiếm vị trí thứ 8 trong tổng số các sàn giao dịch trên thế giới. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đăng ký, nạp tiền và mua Antima từ sàn giao dịch CoinVKP. Để bắt đầu, bạn cần đăng ký trên sàn giao dịch tiền điện tử này. Để thực hiện việc này, hãy đi đến sàn giao dịch và nhấp vào nút đăng ký ở góc trên bên phải. Bạn có thể đăng ký trên sàn giao dịch bằng hai cách, sử dụng số điện thoại hoặc email. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày cách đăng ký bằng email. Nào, hãy nhập địa chỉ email của bạn và tạo mật khẩu. Sau đó nhấn vào nút gửi mã xác nhận. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh bằng cách hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản. Sau khi xác minh hoàn tất, bạn sẽ nhận được email có mã xác nhận. Sao chép mã và dán vào dòng tương ứng. Hãy đồng ý với các điều khoản và nhấp vào nút đăng ký. Bây giờ bạn cần nạp tài khoản trên sàn giao dịch. Để thực hiện việc này, ở menu trên cùng hãy chọn ví, nạp tiền. Trên trang mở ra, hãy chọn loại tiền điện tử bạn muốn nạp và mạng mong muốn. Chúng tôi sẽ sử dụng ví dụ của token USDT của mạng TRC20. Mã QR để nạp tiền sẽ xuất hiện cũng như địa chỉ mà bạn có thể sao chép. Hãy gửi tiền điện tử đến địa chỉ này theo cách thuận tiện cho bạn. Hãy chờ giao dịch được xử lý. Khi quá trình xử lý hoàn tất, bạn sẽ thấy số dư trong ví của mình đã tăng lên. Bây giờ bạn có thể đặt lệnh đầu tiên. Để thực hiện việc này, hãy chọn mục giao dịch Spot ở menu trên cùng. Hãy chuyển đến phần tìm kiếm bằng cách nhấp vào biểu tượng với ba gạch ngang và nhập tên loại tiền crypto bạn muốn mua vào thanh tìm kiếm. Hãy tìm cặp ULTIMAUSDT. Hãy bấm vào cặp trên thanh tìm kiếm. Biểu đồ của cặp này sẽ được mở ra. Bạn có thể mua Antima theo giá thị trường, nghĩa là hiện tại, hoặc đặt lệnh giới hạn ở mức giá mong muốn. Bạn cũng có thể đặt lệnh dừng giới hạn, cho phép bạn đặt giá dừng và giá giới hạn cùng lúc để kiểm soát giá thực hiện giao dịch của mình. Hãy chọn loại lệnh mong muốn. Hãy nhập giá mà bạn muốn mua Antima trong trường hợp có lệnh giới hạn, cũng như số lượng Antima bạn muốn mua và nhấp vào nút mua Antima. Xong, bạn đã mua được Antima trên sàn giao dịch CoinVKP. Để sử dụng token, chúng cần được chuyển sang ví Smart Wallet.